Lấy bóng, đội trưởng lấy bóng, còn người đằng sau giữ bóng. Đội tiếp đi ạ.
Rồi ok, cho đội này lên trên, cho đội này lên trên. Xuống lấy bóng, không bảo vệ, không bảo vệ, xuống lấy bóng. Đặt đặt bóng của mình, đặt đặt bóng của đội mình. Không được đẩy, nào không được đẩy, không được đẩy, không được đẩy. Chỉ được cái bóng đây, không được đẩy, chỉ được cái bóng thôi. Rồi từ từ quay lại, quay lại. Đội kia đã bị đếp rồi, đội kia, đội quay lại nào, xin mời đội này quay đầu lên đây. Rồi ok, các bạn này lên trên này, lên trên là đội này, lên đây đội này. Biết các bạn quan trọng là phải lấy được bóng. Và giờ giữ, chuẩn bị 3, 2, 1, xong rồi. Rồi sống chết cũng phải giữ thật chặt vào, đừng để làm đất. Rồi đội trưởng cố lên mà lấy bóng. Đội trưởng lấy bóng đi. Đội trưởng đi lấy bóng cơ mà, bóng đây. Đập đổ bóng đi. Rồi cắn đuôi của nó. Rồi cố lên nào. Rồi rồi, con sông này kinh khủng quá, con sông này. Rồi tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tục. Các bạn tạm lại. Xin mời tất cả bạn chúng ta cùng trở về đây. Với ba bên của chúng ta chuẩn bị xuất phát và chúng ta chuẩn bị lên xe nhá. Cho xin cái mẹ đã. Xin chào các bạn. Xin cái mẹ đã. Mẹ có bây giờ hỏi. Hello. Cha ơi, Minh Thao tăng cân rồi. Ây da, Minh Thao tăng cân rồi, béo quá. Tăng, tăng 2 cân. Cho xin cái mặt ạ, à cái mẹ đã, cái mặt, à cái mặt, à cái mẹ, à cái mặt ạ. Cho em xin cái mặt mẹt à, cái mặt ạ. Mặt của em với gì ạ? Mẹt ạ. À quay à, quay à. Thế mà không nói sớm có chút cú lại nhân sắc. Các bác sĩ. Em xin cái mặt ạ. Muốn bếp hồng thì góp củi góp than, muốn rộn rã thì góp tiếng ca tiếng đàn. Mình cùng nhau ở chung mái nhà, nhà mình vui từ những niềm vui góp về. Muốn no say muốn ấm êm thì góp rượu thịt góp chiếu chăn. Mình cùng nhau ở chung tấm lòng, nhà mình